4 giai đoạn điều trị COVID-19. Bệnh nhân COVID-19 nhập viện được điều trị bằng nhiều phương pháp, từ thở oxy đơn giản đến các thủ thuật xâm lấn hiện đại nhất là ECMO. Người bệnh phải thực hiện hàng loạt xét nghiệm, trong đó quan trọng nhất là kiểm tra nồng độ oxy trong máu để xem xét chức năng hoạt động của phổi. Các bác sĩ cũng đo huyết áp để biết trạng thái của tim và hệ thống tuần hoàn. Những biện pháp điều trị hiện tại không trực tiếp chữa khỏi COVID-19, chúng góp phần hỗ trợ cho bệnh nhân chống chọi lại với virus. Nhiều người phải trải qua hàng loạt liệu trình với mức độ xâm lấn và nguy hiểm tăng dần. Giai đoạn 1. Liệu pháp oxy cơ bản. Đây là hình thức điều trị cơ bản nhất đối với bệnh nhân COVID-19 khi họ đang bắt đầu có triệu chứng khó thở, không đủ oxy vào máu. Bệnh nhân được đeo mặt nạ oxy để hỗ trợ quá trình hô hấp. Giai đoạn 2. Liệu pháp oxy cao cấp. Đây là phương pháp dùng oxy tinh khiết ở áp lực cao để điều trị hay điều dưỡng bệnh, hữu ích cho các ca nhiễm trùng nghiêm trọng, bọt khí trong mạch máu, bệnh nhân được thở oxy nguyên chất hoặc hỗn hợp khí giàu oxy trong buồng áp lực cao. Ở giai đoạn này, bác sĩ sẽ theo dõi dấu hiệu sinh tồn một cách kỹ càng hơn. Người bệnh tỉnh táo trong suốt quá trình. Giai đoạn 3. Thông khí cơ học. Biện pháp được sử dụng khi việc thông khí tự nhiên không có tác dụng. Máy thở sẽ hỗ trợ phổi của người bệnh đẩy khí vào và ra. Đây là một thủ thuật xâm lấn có gây mê. Máy thở giúp bệnh nhân duy trì sự sống, cho cơ thể của họ thêm thời gian để chống chọi lại với virus. Giai đoạn 4. Tim phổi nhân tạo, ECMO. Đây là sự lựa chọn cuối cùng của bác sĩ khi người bệnh ở trạng thái nguy kịch. Phổi đã tổn thương nghiêm trọng, không còn đủ khả năng thực hiện quá trình trao đổi khí, đưa oxy vào máu. ECMO sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài vào trong cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống cho bệnh nhân. Liệu pháp tương tự với máy trợ tim thường được thấy trong phẫu thuật hở van tim là một trong những cách hồi sức cấp cứu tiên tiến nhất hiện nay. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành các hướng dẫn tạm thời khuyến nghị sử dụng phương pháp ECMO cho các bệnh nhân COVID-19 có hội chứng suy hô hấp cấp. Một máy ECMO có giá khoảng 12.000 đô la Mỹ. Hệ thống tim phổi nhân tạo này bao gồm màng trao đổi oxy nhân tạo, ống dẫn máu tránh làm đông máu, ống thông tiếp cận máu, bơm máu và bộ trao đổi nhiệt nhằm giữ ấm cho máu khi nó đi qua hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Máu của bệnh nhân được bơm ra ngoài, đi qua phổi nhân tạo. Máy ECMO sẽ loại bỏ các carbon dioxide làm ấm máu trước khi bơm trở lại vào cơ thể người bệnh. Ống thông đặt trực tiếp vào tĩnh mạch ở cổ, sau đó nối với mạch ECMO, bệnh nhân được gây mê trong toàn bộ quá trình. Khi dịch bệnh còn hoành hành ở Trung Quốc, máy ECMO đã được sử dụng cho các bệnh nhân nặng nhất. Tại cuộc hội thảo trực tuyến tổ chức vào giữa tháng 3 do Đại học Tim Mạch Mỹ tài trợ, bác sĩ ở Vũ Hán khuyến khích các nước phương Tây sử dụng liệu pháp bơm sớm hơn thay vì chờ đến giai đoạn cuối. ECMO không phải là cách chữa bệnh, thiết bị đóng vai trò cấp cứu, hỗ trợ hoạt động của phổi và chỉ phù hợp với một số ít bệnh nhân có thể trạng tốt. Một chuyên gia cho biết, đây là thủ thuật rất nguy hiểm bởi bạn đang đưa máu của bạn qua một thiết bị tổng hợp. Điều này có thể gây tổn thương tế bào và phản ứng viêm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.